xử vụ Alibaba, Nguyễn Thái Luyện xin lại 2 hộp chứa 20 thỏi kim loại màu vàng. Tại tòa, Nguyễn Thái Luyện xin hội đồng xét xử không cho tiêu hủy 20 thỏi kim loại màu vàng mà trước đó đã giám định là không phải vàng. Ngày 22 tháng 12, sau khi Nguyễn Thái Luyện, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Alibaba cùng 20 đồng phạm nói lời sau cùng, hội đồng xét xử thông báo sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng ngày 29 tháng 12. Quá trình tuyên án sẽ được phát trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về việc thực sự số kim loại trên có phải vàng hay không, Luyện xin không ý kiến. Lý do Luyện đưa ra để xin không tiêu hủy do trong hộp đựng chúng có rất nhiều giấy tờ quan trọng có giá trị cần lưu giữ lại. Trong hai hộp chứa 20 thanh kim loại này còn nhiều chứng từ, phân phiếu cổ có giá trị. Tôi đã từng làm việc với đại diện ngân hàng Anh và những kỹ thuật viên của họ để kiểm tra đánh giá vào năm 2018. Trong trường hợp xem xét nếu nó không phải là đồ thật thì trả lại cho tôi hoặc giữ lại để đảm bảo thi hành án dân sự. Cái này có giá trị để tôi hoán đổi thành tiền, để tôi đảm bảo trả luôn cho những khách hàng còn lại trong vụ án. Báo dẫn lời Nguyễn Thái Luyện tại tòa. Trước đó, quá trình khám xét công ty Alibaba, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện tạm giữ 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg. Cơ quan chức năng kết luận giám định không phải là vàng. Trước đó, theo các luật sư đại diện cho các bị cáo luôn cho rằng mức án đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân quá cao và quá nghiêm khắc, chưa thể hiện được sự nhân đạo của pháp luật. Các luật sư cũng trình bày quan điểm rằng các bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chỉ phạm tội vi phạm quy định về sử dụng đất. Do đó, luật sư và các bị cáo đồng loạt xin được giảm mức án so với mức án Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị. Đối đáp những quan điểm của luật sư và các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định vẫn giữ nguyên mức án đề nghị đối với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm. Theo bản luận tội của hội đồng xét xử, mặc dù Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng thủ đoạn rất tinh vi, Luyện đã huy động vốn trái pháp luật bằng hình thức hợp tác kinh doanh, mua bán dự án không có thật để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Sau đó còn phải có mức án nghiêm khắc. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, các bị cáo khác đều bị đề nghị mức án từ 12 đến 25 tù. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, bị đề nghị tuyên 25 tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 đến 14 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là đề nghị 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện, bị đề nghị 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 đến 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung bị đề nghị là 30 năm tù. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai có trách nhiệm trả cho 4.550 bị hại hơn 2.400 tỷ đồng, buộc Võ Thị Thanh Mai nộp lại 13 tỷ đồng đã thu lợi bất chính. Cựu CEO Alibaba nhận trả 2,4 tỷ đồng, mong đồng phạm được xử nhẹ. Nói lời sau cùng, Nguyễn Thái Luyện không nhận tội, trong khi các đồng phạm cho rằng bản thân vì không hiểu biết pháp luật nên vô tình giúp sức cho Luyện. Trưa ngày 22 tháng 12, phiên xét xử của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Alibaba và 22 đồng phạm kết thúc phần tranh tụng. Các bị cáo được nói lời sau cùng. Trước tòa, Nguyễn Thái Luyện không nhận tội. Bị cáo nói bản thân không lừa đảo và đến nay chưa khách hàng nào bị mất tiền. Luyện nêu mục đích thành lập công ty để giúp khách hàng an cư và có cơ hội đầu tư tốt nhất. Bị cáo còn nhắc lại chuyện trong các năm 2017, 2018, 2019 từng nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng không có vấn đề gì. Từ đó bị cáo có thêm tự tin thực hiện tiếp việc kinh doanh của mình. Quá trình này tôi có nói với khách hàng là nếu phát hiện ai mất tiền thì sẽ trả thêm 100% số tiền đó. Người nào giới thiệu tới sẽ thưởng thêm 100%, nhưng chưa bao giờ xảy ra trường hợp này hết. Đến thời điểm hiện tại, số đất của công ty phải gấp đôi số đất mà khách hàng muốn nhận, nên nếu giải quyết theo hướng dân sự không hình sự hóa thì cũng đảm bảo không ai bị mất tiền mà họ còn nhận được quyền lợi tốt hơn. Sự việc xảy ra để chính bản thân tôi và các bị cáo ngồi đây thật sự rất đau lòng. Tôi không chối bỏ vấn đề dân sự và tôi bảo đảm với số tiền đó thì không ai bị thiệt hại. Ngay cả có rủi ro thanh lý 1 triệu đồng trên 1m2 thì phải có hơn 4.300 tỷ đồng. Giá trị tài sản này hoàn toàn đủ để đảm bảo. Nguyễn Thái Luyện nói thêm, bị cáo Luyện cũng nói dù quan điểm của hội đồng xét xử như thế nào thì những bị cáo khác trong vụ án cũng chỉ vì quá tin tưởng Luyện mà ra ngày hôm nay. Họ cũng chỉ tin tưởng vào những lập luận của tôi là giúp khách hàng an cư và đầu tư, mong muốn tạo công ăn việc làm cho những người khác mà thôi. Tin tưởng tôi quá mà dẫn đến ngày hôm nay phải vướng vào lao lý. Bị cáo lại khẳng định sẽ nhận hết trách nhiệm về mặt dân sự. Do đó mong hội đồng xét xử xem xét ý thức chủ quan của đồng phạm để giảm nhẹ mức phạt cho họ. Lần lượt nói lời sau cùng, các đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện liên tục khóc và cho rằng bản thân không có ý thức lừa đảo, không hiểu biết nhiều về pháp luật, đồng thời cũng là bị hại khi số tiền đầu tư vào các dự án của công ty Alibaba nhiều hơn rất nhiều so với số tiền lương mà nhận được trong thời gian làm việc tại đây. Các bị cáo đã dốc hết tài sản của cha mẹ, họ hàng vào đầu tư để đẩy chính gia đình mình vào hoàn cảnh khó khăn. Các bị cáo thừa nhận hành vi của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố nhưng khẳng định với vai trò là người làm công ăn lương, họ bị lệ thuộc và chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, vô tình giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Các bị cáo bày tỏ đau xót khi từ những người là trụ cột kinh tế cho gia đình giờ đây lại trở thành gánh nặng cho gia đình, cùng với đó gửi lời xin lỗi đến khách hàng của mình. Chủ mưu chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài bị phạt hơn 7 năm tù. Nguyễn Thị Nguyệt, chủ mưu vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài bị phạt 7 năm 6 tháng tù. Một số tiệm vàng lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị điều tra trong vụ án riêng. Ngày 22 tháng 12, Nguyệt, 37 tuổi, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
theo khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự, cùng tội danh Phạm Anh Tuấn, Trọng Nguyệt lĩnh 5 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Phạm Hữu Thuật, lao động tự do 30 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng. 9 bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù. Vợ chồng Nguyệt và Tuấn phải nộp tiền thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân Hà Nội đánh giá Nguyệt là chủ mưu khởi xướng điều hành. Các bị cáo nhiều lần chuyển tiền qua biên giới hơn với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Lên đây là tình tiết phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên các bị cáo đều là người thân trong gia đình và thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, phát hiện tội phạm lên hội đồng xét xử cân nhắc để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Theo bản án, từ năm 2016, được một số người thuê chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, hưởng phần trăm trên số tiền giao dịch. Nguyệt bắt tay cùng Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc này thông qua pháp nhân hai công ty. Nguyệt sau đó đã mua của Thuật các bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá 30 đến 40 triệu đồng để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa và các linh kiện điện tử, làm thủ tục kê khai hải quan. Hai người cùng góp tiền mua linh kiện từ Trung Quốc để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi tái xuất sang Trung Quốc. Hàng đến Trung Quốc lại được quay vòng chuyển về Việt Nam. Khi có hàng, Thuận mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất với tổng giá trị hơn 52 triệu USD. Việc này chỉ hợp thức hóa trong việc vận chuyển tiền ra nước ngoài bằng hình thức thanh toán tiền hàng. Tổng số tiền Thuận và Nguyệt chuyển ra nước ngoài hơn 3.800 tỷ đồng và hưởng lợi 152 triệu đồng. Từ năm 2017, khi biết rõ các thủ đoạn, cách thức vận chuyển tiền ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng tự mở đường dây mới, rủ thêm các thành viên trong gia đình, gồm em trai Nguyễn Văn Thắng và các cậu, chú, dì, cháu ruột cùng tham gia. Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của 8 người, lập 8 công ty ma để lợi dụng pháp nhân, mở hồ sơ khống chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, rồi chỉ đạo các đồng phạm là người nhà lập hợp đồng kinh tế khống, con dấu nước ngoài, ký chữ ký giả, nội dung về mua bán linh kiện điện tử của các công ty Singapore để xuất bán sang Trung Quốc, mục đích mở được tờ khai hải quan. Để có hàng hóa, Nguyệt chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Thắng mua các linh kiện điện tử từ Trung Quốc. Cùng lúc, Nguyệt thuê một người khác sử dụng lô hàng này để vận chuyển quay vòng theo chiều Việt Nam, Singapore và ngược lại cho tất cả hợp đồng mua bán khống. Khi khách hàng có nhu cầu thuê chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, Nguyệt và đồng phạm sẽ dùng các hồ sơ tạm nhập tái xuất hàng hóa đã được hợp thức hóa để chuyển tiền. Nguyệt sẽ trực tiếp đứng ra thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá, quy đổi ngoại tệ, về công chuyển tiền. Tiền chuyển ra nước ngoài được nhóm này thông qua các ngân hàng ở Quảng Ninh và Lào Cai dưới hình thức thanh toán tiền hàng quốc tế. Bằng phương thức trên, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020, nhóm của Nguyệt đã lợi dụng pháp nhân của 8 công ty chuyển chót lọt ra nước ngoài 30.498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, người chuyển tiền cho Nguyệt để chuyển trái phép ra nước ngoài là một số chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc ở phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm. Còn một số người khác là chủ doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tài liệu thu nhập chưa đủ căn cứ xử lý nên công an Hà Nội đã tách hồ sơ để điều tra trong vụ án khác.